Danh hài Hoài Linh thức trắng đêm, viết thơ tiễn đưa danh hài trí tài. Khi đọc lên trong tang lễ ở Mỹ, ai cũng rơi nước mắt. Tiễn biệt trí tài, Hồng Đào Quang Minh, Vân Sơn, Hương Lan chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về anh. Ở Việt Nam, danh hài Hoài Linh cũng âm thầm theo dõi lễ tang. Chia sẻ với phóng viên, người thân của trí tài tiết lộ. Bây giờ là hơn 3 giờ sáng theo giờ Việt Nam, Hoài Linh vẫn chưa thể chợp mắt. Anh thức trắng để theo dõi lễ tang. Hôm nay là ngày 18 tháng 12, cũng là dịp sinh nhật của Hoài Linh. Linh viết một bài thơ tay, thay lời tiễn biệt với người anh thân thương của mình. Bài thơ của Hoài Linh viết tặng trí tài, sau đó được đọc trong lễ tang. Bước chân phiêu giạt đã mỏi rồi, anh ơi nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Đời trả anh về với nước chúa, chỉ giữ nụ cười anh trên môi. Hai mươi mấy năm nghĩa đệ huynh, em xin giữ lại những bóng hình. Giữ lại cho mình miền ký ức, giữ lại trong tim những chân tình. Từ nay chẳng nghe tiếng thị phi, gạt bỏ ưu phiền những sân si, chẳng còn nhìn cảnh đời đen bạc, chẳng phải nghe tiếng bấc tiếng trì. Kiếp người anh chọn trốn hồng trần, kiếp tạm anh chọn với ân nhân, thanh thản mỉm cười an nhiên, ngủ giấc thật sâu giấc thiên thần. Sau khi bài thơ được đọc, những người có mặt trong buổi tang lễ không khỏi xúc động, những giọt nước mắt tuôn rơi cảm động trước tấm chân tình mà Hoài Linh dành cho người anh thân thiết. Hoài Linh từng tâm sự, hơn 20 năm diễn chung với Chí Tài, cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay làm điều gì buồn phiền nhau, anh khẳng định không dễ tìm được một tình bạn, tình đồng nghiệp đáng quý như vậy. Trước đó Hoài Linh và Việt Hương được gia đình Chí Tài ủy quyền lo tang lễ ở Việt Nam trong vai trò người chủ trì, Hoài Linh khiến mọi người xúc động, nể phục khi tổ chức lễ tang cho người bạn diễn thân thiết, trang trọng, ấm cúng và trật tự. Đến từ sớm cùng gia đình trí tài, có ca sĩ Hồng Ngọc và danh hải Thúy Nga. Giọng ca mất nai cha 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 tự dặn lòng mình không được khóc, phải mỉm cười tiễn đàn anh. Thế nhưng cô vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cùng chung hoàn cảnh với Hồng Ngọc, Thúy Nga cho biết cô đã khóc suốt mấy ngày nay kể từ khi hay tin anh Trí Tài qua đời ở Việt Nam. Danh hài hải ngoại vẫn chưa thể tin được người anh thân thiết đã ra đi mãi mãi. Theo lời ca sĩ Hoài Tâm, gia đình đã chuẩn bị các lãng hoa và sắp xếp tại lễ viếng. Đáng chú ý tại tang lễ còn xuất hiện một lãng hoa vô cùng đặc biệt khiến ai nhìn cũng xót xa. Cụ thể, rất nhiều bông hoa đã xếp thành hình cây đàn, trên cùng là dòng chữ nhỏ ơi, tên bài hát gắn liền trong sự nghiệp cố nghệ sĩ trí tài những người hâm mộ đều biết nghệ sĩ trí tài xuất thân là tay chơi guitar trong ban nhạc hình ảnh của chú luôn gắn liền với cây đàn vì thế lãng hoa này làm khán giả ngợi nhớ về kỷ vật thân thuộc của người quá cố cây đàn nay nằm yên một gấp lời hát nhỏ ơi thành lời tiễn biệt người nghệ sĩ đa tài Tại tang lễ, người thân đại diện ca sĩ Phương Loan bày tỏ mong muốn các khán giả hãy luôn nhớ về nghệ sĩ trí tài vì chú đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp từ ngày trẻ cho đến khi vĩnh viễn ra đi. Không chỉ được yêu thương tại Việt Nam, ở mảnh đất khách, nghệ sĩ trí tài cũng được vô vàn những khán giả hay các nghệ sĩ ở xứ này yêu thương. Hầu hết các nghệ sĩ Việt tại hải ngoại ở nhiều tiểu bang khác nhau đã tề tựu về buổi tang lễ này để gặp mặt người đồng nghiệp, người đàn anh, người bạn thân thiết của mình lần cuối. Trong lễ viếng vừa diễn ra, những chia sẻ của MC Nguyễn Ngọc Ngạn dành cho danh hài trí tài cũng đã được đọc lên Và những giây phút cuối khiến ai cũng xúc động. Tôi sinh hoạt văn nghệ chung với trí tài từ những buổi đi show đầu tiên cách đây gần 30 năm. Cũng thời gian ấy, tôi thường thu băng đọc truyện ở phòng thu trí tài. Bản thân trí tài vốn thích nghe chuyện của tôi nên trí tài bỏ nhiều công sức, chăm chút về phần âm thanh rất tỉ mỉ nhất là những chuyện ma. Đó là những kỷ niệm tôi nhớ mãi. Sau này tôi đưa Trí Tài vào ban kịch Thúy Nga. Trí Tài thường gọi tôi là sư phụ. Mỗi khi từ Việt Nam điện thoại qua cho tôi, Trí Tài thường chỉ hỏi có một câu. Sư phụ, kịch sắp tới có em không? Câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần. Đến mỗi lần cứ nhìn thấy số phone của Trí Tài là tự dưng tôi nghĩ đến câu đó. Nhưng từ nay về sau, sẽ chẳng bao giờ nghe thấy câu hỏi quen thuộc ấy nữa. Trí Tài đã ra đi như con sáo sang sông, bay vào một thế giới khác mà Trí Tài đã lựa. Đó là đức tin đặt vào lòng thương xót của Chúa. Cuộc sống Trí Tài vốn đã thanh thản, khi ra đi Trí Tài vẫn có thể mang theo một nụ cười. Em trai út của cố nghệ sĩ Trí Tài tiết lộ những điều chưa từng được công bố. Đến chia buồn cùng với gia đình, rất nhiều đồng nghiệp, anh em của cố nghệ sĩ như vợ chồng Hồng Ngọc, danh Hải Thúy Nga, diễn viên Hồng Đào. Tại tang lễ, ca sĩ Phương Loan luôn túc trực bên linh cữu chồng không rời. Có những khoảnh khắc, nữ ca sĩ đã không kìm nén được cảm xúc, bật khóc khi nhìn cố nghệ sĩ trí tài. Trong suốt những ngày qua, ca sĩ Phương Loan đã luôn cố gắng không gục ngã để lo liệu chu toàn cho người chồng quá cố của mình. Cũng tại lễ tang, Trí Thái, em trai út của cố nghệ sĩ Trí Tài có tiết lộ những điều chưa từng được công bố trước đây về người anh trai. Theo đó, Trí Thái đã tiết lộ về biệt danh mà anh cùng với cố nghệ sĩ Trí Tài đã đặt cho anh chị em trong gia đình. Đáng chú ý nhất là biệt danh nam nghệ sĩ sinh năm 1958 tự đặt cho bản thân. Trí Thái tiết lộ, anh trai mình đã tự đặt cho mình biệt danh là Tài Hot Boy. Tuy nhiên Trí Thái lại không đồng tình và nói rằng anh là Tài Tào Lao chứ Hot Boy gì. Em trai út Trí Tài cũng tâm sự rằng cố nghệ sĩ nói đây coi như bí mật giữa hai anh em. Chia sẻ của John Hồ về mối tình của nghệ sĩ Trí Tài và ca sĩ Phương Loan khiến nhiều người xúc động. John Hồ là danh ca, hải ngoại, thường xuyên trình diễn tại Paris by Night. Anh cũng là người bạn, người em thân thiết của nghệ sĩ Trí Tài và ca sĩ Phương Loan. Có mặt tại buổi tiễn đưa người anh thân thiết, John Hồ thay mặt, chia sẻ kỷ niệm vui và nghệ sĩ Trí Tài. Ngày mà nam danh hài và ca sĩ Phương Loan còn trẻ, còn hoạt động trong ban nhạc Trí Tài Brothers. Anh đã bắt gặp nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của hai người khiến anh nhớ mãi. Khi đó ca sĩ Phương Loan luôn là người hát mở màn. Khi hát xong, thay vì đi lên phòng thay đồ, thì Phương Loan lại ngồi đợi nghệ sĩ trí tài. Dù biết người yêu diễn lâu và diễn xong thì còn giao lưu với khán giả, nhưng chị bé Heo vẫn ngồi đợi người thương của mình từ lần này đến lần khác. Bé Heo không có đi, bé Heo ngồi đây chờ anh trí tài. Chờ ban nhạc xong bé Heo mới lên, bé Heo chờ thôi, chứ bé Heo không lên phòng đâu. Nam ca sĩ thuật lại lời ca sĩ Phương Loan nói. Câu nói này được nghe hoài đến thành quen. Những lần gặp ca sĩ Phương Loan ngồi chờ, John Hồ cũng không hỏi nữa. Nam ca sĩ cũng chia sẻ, lần cuối anh gặp lại cố nghệ sĩ trí tài là vào cuối năm 2019. Anh còn kể lại những lời dặn dò của người anh khiến người người không khỏi đau lòng. Ở nhà em có gặp chị Loan nhiều không? Nếu mai mốt em có đi đâu vui vui, em rủ chị Loan đi nha. Để chị ở nhà, chị buồn thế tội có thể thấy tình yêu mà hai người dành cho nhau là vô bờ bến. Một lần khác khi chở ca sĩ Phương Loan đi sinh nhật một người bạn, John Hồ nhớ nữ ca sĩ từng tâm sự với mình. John ơi, John nói anh trí tài đi, ảnh để bé heo đây một mình, bé heo nhớ anh tài quá. Ảnh đi hoài à, bé heo ở nhà một mình, bé heo buồn quá. Nhưng khi John Hồ định gọi điện cho nghệ sĩ trí tài thì ca sĩ Phương Loan lại ngăn lại. John Hồ nhớ lại Thôi để anh Tài ở Việt Nam đi, ảnh về Mỹ, ảnh ở nhà ít công việc, ảnh buồn lắm. Cứ có khoảng sân đó là ảnh cứ đi qua đi lại hoài, cứ để ảnh ở Việt Nam, rồi Tết, Giáng sinh, bé heo về với ảnh, để cho ảnh vui đi. Và Giáng sinh năm nay, nghệ sĩ Trí Tài đã trở về vòng tay của chị bé heo, nhưng trong một bộ dạng rất khác, khiến ai cũng cảm thấy buồn lòng. Trong khi đám tang lúc nào cũng mang vẻ hoài niệm, tiếc nhớ nhiều lần ca sĩ phương loan đứng bên linh cữu chồng không cầm nổi nước mắt giòn hồ kết lại lời chia sẻ bằng dự định của ca sĩ phương loan và nghệ sĩ trí tài cả hai dự định sẽ hoàn thành công việc sau khi đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ nữ ca sĩ sẽ quay trở lại việt nam với chồng những gì mà ca sĩ phương loan từng nói hai người sẽ mua một căn hộ nhỏ nhỏ ở hai phòng loan ở nhà loan nấu cho anh tài ăn chỉ có loan biết anh tài thích ăn cái gì và anh tài cũng chỉ thích đồ ăn của phương loan